Kính chào quý vị và các bạn. Chuyên mục Đông Hà thành phố hôm nay, sau phần điểm những tin tức diễn ra trên địa bàn thành phố là phóng sự ghi nhận về công tác đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, ngày 22 tháng 7, Hội đồng Nhân dân thành phố Đông Hà khóa 11, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 11 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố về các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng thành phố Đông Hà 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2020. Trong 6 tháng đầu năm nay, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 6 tháng đạt 54% kế hoạch, sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp đạt 50,17% kế hoạch, nông nghiệp được duy trì ổn định. Công tác thu ngân sách 6 tháng đầu năm gặp nhiều khó khăn, tổng thu ngân sách thực hiện 205 tỷ đồng, đạt 41,34% kế hoạch tỉnh giao. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước thực hiện hơn 1.295 tỷ đồng. Kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân thành phố Đông Hà khóa 11 đã thông qua 36 nghị quyết quan trọng để triển khai thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2020, đồng thời xét và thông qua tờ trình bầu bổ sung chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, tiến hành bầu bổ sung đồng chí Nguyễn Tăng, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đông Hà, nhiệm kỳ 2016-2021 và thực hiện quy trình miễn nhiệm, bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố, nhiệm kỳ 2016-2021. Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Đông Hà vừa tổ chức tọa đàm kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát Nhân dân 26 tháng 7 năm 1960, 26 tháng 7 năm 2020. Buổi tọa đàm đã ôn lại truyền thống vẻ vang 60 năm xây dựng và trưởng thành của ngành Kiểm sát Nhân dân Việt Nam. Ngày 26 tháng 7 năm 1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh công bố luật tổ chức Viện Kiểm sát Nhân dân đánh dấu sự ra đời của hệ thống cơ quan Viện Kiểm sát Nhân dân trong bộ máy nhà nước ta. Ngày 26 tháng 7 hàng năm đã trở thành ngày truyền thống của ngành Kiểm sát Nhân dân Việt Nam, được Đảng và Quốc hội ghi nhận tại Điều 11 Luật Tổ chức Viện Kiểm sát Nhân dân năm 2014. Phát huy truyền thống của ngành, 44 năm qua kể từ ngày thành lập, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Đông Hà không ngừng nỗ lực phấn đấu, từng bước trưởng thành trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành và phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị của thành phố. Tại buổi tọa đàm, lãnh đạo thành phố Đông Hà đã chúc mừng và biểu dương những cố gắng, đóng góp thiết thực của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Đông Hà, đồng thời nhấn mạnh, trong thời gian tới, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố cần tập trung làm tốt các mặt công tác, cần chủ động, thường xuyên, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan nhà nước, trước tiên là với cơ quan bảo vệ pháp luật, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan thông tấn báo chí để đấu tranh có hiệu quả đối với các loại tội phạm. Vừa qua, Hội Người Mù thành phố Đông Hà đã tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025. Trong giai đoạn 2015-2020, các phong trào thi đua yêu nước đã được Hội Người Mù thành phố Đông Hà triển khai sâu rộng, thường xuyên đến cán bộ, hội viên và đạt những kết quả tích cực trên các mặt công tác. Công tác lao động sản xuất, chăm lo đời sống của hội viên luôn được quan tâm. Hội đã duy trì cơ sở sản xuất tập trung tạo việc làm cho 31 lao động là các hội viên, người mù. Doanh thu cơ sở sản xuất tập trung do hội quản lý 5 năm qua đạt hơn 3,2 tỷ đồng. Qua 5 năm thực hiện các phong trào thi đua, đã xuất hiện nhiều tập thể cá nhân điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất, hưởng ứng tham gia tốt các phong trào. Nhân dịp này, tại hội nghị có một cá nhân được trao tặng giấy khen của Hội Người Mù tỉnh Quảng Trị, 3 cá nhân được trao tặng bằng khen của Hội Người Mù Việt Nam vì đã có nhiều thành tích trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020. Thưa quý vị và các bạn, trong tuần vừa qua, nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, trên địa bàn thành phố Đông Hà đã diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa hướng đến các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Đặc biệt, trong thời gian qua, lãnh đạo thành phố Đông Hà cùng với Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố đã thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, đặc biệt là tham mưu thực hiện tốt chính sách hỗ trợ cải thiện nhà ở cho người có công với cách mạng. Phần tiếp theo của chuyên mục Đông Hà thành phố hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự ghi nhận sau của phóng viên chuyên mục. Hiện nay, thành phố Đông Hà có gần 10.000 hồ sơ gia đình chính sách các loại, trong đó hơn 2.000 gia đình chính sách đang hưởng trợ cấp hàng tháng.
với quyết tâm nâng cao đời sống vật chất tinh thần, giúp các gia đình chính sách phát huy nội lực, phấn đấu vươn lên, tiếp tục cống hiến sức lực xây dựng và phát triển thành phố ngày một văn minh, giàu đẹp. Nằm trong chuỗi các hoạt động chăm lo cho gia đình chính sách, những ngày vừa qua, lãnh đạo tỉnh, thành phố Đông Hà cùng với các phòng ban, các hội đoàn thể đã tổ chức nhiều hoạt động như viếng nghĩa trang, thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng. Mẹ Mai Thị Con, nay đã gần 100 tuổi, đang sinh sống cùng con cháu ở phường 5 thành phố Đông Hà. Mẹ Con là một trong hai mẹ Việt Nam anh hùng còn sống trên địa bàn thành phố. Mẹ có ba người con hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Việc thăm hỏi, động viên mẹ Việt Nam anh hùng được lãnh đạo thành phố Đông Hà cũng như các phường trên địa bàn rất quan tâm thực hiện hàng năm. Về địa phương thì phường với là bên thành ủy là rất là quan tâm. Tết nhất rồi là ngày 27 tháng 7 là các cơ quan ban ngành đều về thăm mẹ, chúc sức khỏe, có quà để phục chúc sức khỏe của mẹ. Tại phường 2 thành phố Đông Hà, hoạt động dâng hoa, dâng hương tại nhà bia ghi danh các anh hùng liệt sĩ cũng đã được thực hiện nghiêm trang trong chuỗi hoạt động nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh liệt sĩ 27 tháng 7. Công tác xây dựng, sửa chữa và làm vệ sinh luôn được chính quyền địa phương cùng các hội đoàn thể như Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên chăm lo thực hiện, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam. Cứ đến các ngày 27 tháng 7, ngày 12 tháng 9 rồi lễ Tết thì đều phối hợp cùng với mặt trận và các đoàn thể phối hợp để thăm tặng quà các gia đình chính sách. Ngoài cái kinh phí của trung ương thì địa phương cũng có hỗ trợ thêm để mà tặng quà các gia đình. Ban thường vụ đoàn phường đã tham gia tích cực các cái hoạt động tri ân các cái gia đình chính sách, các ba mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn phường và các cái hoạt động như là làm vệ sinh dâng hương tại nghĩa trang liệt nhà bia ghi danh liệt sĩ của phường cũng được các đoàn viên rất là tham gia rất là tích cực, và qua đó thì đã góp phần giáo dục cái truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn cho thế hệ trẻ. Từ năm 2015 đến nay, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Đông Hà đã kiểm tra, thụ lý và trình cấp có thẩm quyền công nhận giải quyết chế độ với gần 3.000 lượt hồ sơ các loại. Song song với công tác giải quyết hồ sơ chính sách, công tác tuyên truyền được chú trọng thực hiện. Những năm qua, thành phố Đông Hà đã tập trung dành nhiều nguồn lực chăm sóc toàn diện cho các gia đình chính sách bằng nhiều hoạt động cụ thể như vận động xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các gia đình chính sách gặp khó khăn, tổ chức thăm, tặng quà, tri ân, động viên tinh thần các gia đình chính sách, kịp thời giải quyết các hồ sơ chính sách, kiên quyết không để hồ sơ tồn đọng. Trong công tác giải quyết chính sách đối với người có công cũng gặp một số cũng khó khăn vướng mắc. Đó là hiện tại thì ở cấp phường thì chỉ được một công chức là thực hiện giải quyết hồ sơ. Trong đó thì khối lượng công việc rất nhiều. Không chỉ là giải quyết hồ sơ người có công mà còn giải quyết tất cả các lĩnh vực thuộc ngành lao động thương binh xã hội hiện đang làm. Trong đó có những thời điểm thì hồ sơ người có công và các loại hồ sơ khác là dồn lên rất nhiều, cho nên là cái chất lượng hồ sơ cũng như là cái việc mà cái tính kịp thời của hồ sơ đôi khi vẫn chưa được đảm bảo. Cái thứ hai nữa là hiện tại thành phố Đông Hà là cũng chưa có cái quản lý hồ sơ theo cái hình thức là sổ hóa. Và thứ ba nữa là thì có một số hồ sơ, có một số người có công cũng có nhu cầu muốn là chi trả qua tài khoản, tuy nhiên vẫn chưa thực hiện được. Trong khuôn khổ các hoạt động tri ân nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh liệt sĩ, thành phố Đông Hà tiếp tục thực hiện tốt các chính sách đền ơn đáp nghĩa đến các gia đình chính sách bằng việc xây dựng và thực hiện kế hoạch hoạt động nhằm đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa, thăm và tặng quà, tổ chức gặp mặt đối với các gia đình chính sách, rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với gia đình người có công, chăm sóc, thay hoa ở các phần mộ liệt sĩ tại các nghĩa trang, thể hiện sâu sắc tình cảm và sự tri ân của chính quyền, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố Đông Hà đến với các gia đình người có công với cách mạng. Như hàng năm phường đều trích một nguồn ngân sách để tặng quà cho các gia đình chính sách. Và cũng hiện nay trên địa bàn phường là có một mẹ Việt Nam anh hùng còn sống. Đây là một cái nhiệm vụ mà phường cũng quan tâm thường xuyên tới thăm động viên, mặc dù mẹ hiện nay đã già yếu. Ngoài sự quan tâm của Đảng, Nhà nước thì phường cũng đã có thường xuyên quan tâm, đặc biệt đã giao cho đoàn thanh niên phường thường xuyên đến đồng viên giúp đỡ bà trong quá trình cuộc sống. Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong những năm qua,
Dự kiến, những tháng cuối năm nay và những năm tiếp theo, thành phố Đông Hà tiếp tục vận động xã hội hóa, công tác xây dựng, sửa chữa nhà ở cho gia đình người có công, đảm bảo thành phố Đông Hà không còn gia đình người có công có nhà ở xuống cấp. Đề xuất nâng mức hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà từ 50 triệu đồng lên 70 triệu đồng đối với nhà xây dựng. Giải quyết kịp thời hồ sơ hưởng chế độ chính sách, áp dụng công nghệ thông tin vào lưu trữ, tra cứu hồ sơ khoa học và nhanh chóng. Tổ chức kiểm tra và giám sát chặt chẽ quá trình chi trả các chế độ chính sách đối với người có công tại các điểm chi trả của bưu điện, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những sai sót xảy ra. Chuyên mục Đông Hà thành phố hôm nay đến đây xin được tạm dừng. Quý vị và các bạn có thể xem lại chuyên mục này tại trang web quangtritv.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong các chuyên mục lần sau.